Anh em chơi đi coi không? Đây là văn phòng thống gì hả? Văn phòng thống. Tí nữa là có cái chỗ chợ làm việc này chắc. Bây giờ là bên số 7 bên kia. Nó có chợ đi ngang có thấy không? Thấy rồi, chắc nó nằm hai đường. Đây là Intac là bác là đây nè. Hả? Chợ làm đây nè. Đây là Intac à? Intac. Nó đi xe hãng. Anh làm là anh tè lắm. Thì tao tán rồi tao làm anh thì bị 8 và 9.